Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh An Giang chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Liên hoan tiếng hát công nhân lao động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022 là hoạt động văn hóa tinh thần hết sức có ý nghĩa đối với lực lượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Thông qua liên hoan nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, tiến bộ, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, động viên công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội tỉnh nhà. 190 năm thành lập tỉnh An Giang, thì đến dự hội thi thì công đoàn y tế chơi vui là chính, bởi vì y tế đã trải qua một cái mùa dịch hết sức căng thẳng và khó khăn. Tuy nhiên thì hôm nay có một cái sự thành công ngoài mong đợi. Tôi đánh giá rất là cao cái hội thi năm nay, rất là chất lượng và tất cả những cái tiết mục đều có mang đến một cái thông điệp rất là rõ ràng. Trong hai đêm thi diễn, các diễn viên đã mang đến cho liên hoan những chương trình tiết mục văn nghệ đặc sắc ấn tượng, được ban giám khảo, ban tổ chức đánh giá cao về chất lượng, sự đầu tư và nội dung trong từng tiết mục. Liên hoan đã thu hút sự tham gia của hơn 200 diễn viên thuộc 16 đơn vị đến từ các doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp và hai khối thi đua doanh nghiệp 9-10 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thi diễn 49 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca tân nhạc, đơn ca tân cổ, song ca tân nhạc, song ca tân cổ, tốp ca và múa. Những chương trình, những tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, bám sát chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu trên bước đường xây dựng và phát triển đất nước, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Trong đó có nhiều chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hào khí cách mạng, khí thế thi đua lao động sản xuất của công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, một số chương trình dự thi đã giới thiệu, lan tỏa, quảng bá hình ảnh chân thực của công nhân trong hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp. Đây là lần thứ hai mình tham gia vào cái hội thi tiếng hát công nhân lao động, và mỗi lần được trở lại với hội thi, mà đặc biệt là sau một khoảng thời gian mà mình phải chống dịch, thì cảm thấy vô cùng hào hứng và cảm thấy rất là ý nghĩa, ấn tượng với những cái nội dung nói về quê hương đất nước, và đặc biệt có một cái tiết mục nói về các y bác sĩ tuyến đầu gồng mình chống dịch để cứu một bà mẹ vừa mới sinh con. Tiết mục rất ấn tượng và rất cảm động. Tôi y tế chúng tôi đã trải qua một cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng là khó, tôi không muốn gặp lại lần thứ hai. Chúng ta thấy rằng là khí trời thì rất là nhiều, nhưng mà trong một cái giai đoạn khủng khiếp, chúng ta khí trời chúng ta cũng không có để thở. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi biên đạo và đưa đến thông điệp này. Oxy rất là đơn giản, nhưng mà chỉ cần có oxy là cứu được mạng người. Thì mà tôi nói thật, trong hơn gần 20 năm làm nghề, tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày nào đó con người chúng ta cần oxy đến thế. Cần đến mức mà chỉ cần một bình oxy thôi là cứu được một mạng người. Và tôi là những người đi trực tiếp làm chuyện đó, tôi mới thấy rằng cần đưa cái thông điệp này đến mọi người, và hãy trân trọng cái nguồn oxy mình đang có, và hãy quý nó, một lúc nào đó chúng ta cần tới nó. Và đó là nhịp thở và thông điệp thở mà chúng tôi mang đến cho hội thi hôm nay. Sau hai đêm thi diễn, kết quả giải nhất toàn đoàn thuộc về công đoàn ngành y tế, giải nhì Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc, đồng giải ba là Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Ngoài trao giải nhất nhì ba cho các đoàn, ban tổ chức liên hoan còn trao các giải cho các cá nhân xuất sắc dành cho các tiết mục ở các thể loại. Thông qua liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động, qua đó thúc đẩy khí thế phong trào thi đua lao động sản xuất, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022.